Ok, xin chào các bạn và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với các bạn từ đây. Và trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao đó để chúng ta có thể kết nối tài khoản Payoneer với tài khoản Clickbank để sau này thì chúng ta có thể nhận cái hoa hồng thanh toán vào trong tài khoản Payoneer của chúng ta và sau đó chúng ta rút cái tiền từ Payoneer về cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì có nhiều người bạn cũng có hỏi tôi một thời gian gần đây là ở Clickbank có kiếm được tiền hay không anh Sơn ơi. Thì thực sự cái này nó làm rất là đàng hoàng, rất uy tín các bạn đúng không? Và những cái người mà trên thế giới họ làm rất là nhiều trong rất là nhiều năm nay rồi các bạn. Clickbank không phải là một thị trường mới đâu mà người ta đã làm nó rất là lâu rồi không, và có rất là nhiều những cuộc thi, những cái chương trình của Clickbank rất tuyệt vời. Và đây là một cái sân chơi để giúp chúng ta có thể học về affiliate marketing không, và giúp cho chúng ta có thể biết về internet marketing cũng như là kiếm được tiền trên internet như thế nào. Thì bây giờ nếu như bây giờ các bạn chưa có một cái tài khoản Payoneer đó thì các bạn có thể bấm vào phần đăng ký ở phía bên này. Còn nếu như bây giờ bạn đã có tài khoản Payoneer rồi thì bạn bấm vào phần sign in và sau đó mình đã đăng nhập cái tài khoản của mình vào là xong. Nếu giả sử bạn chưa có tài khoản á thì bạn hãy bấm vào đường link phía bên dưới á, thì Sơn có để lại cái đường link để dẫn tới cái trang web Payoneer, để khi bạn bấm vào đó đó thì các bạn sẽ được 25 đô, Payoneer sẽ khuyến mãi cho các bạn nha. Rồi, thì bây giờ là để chúng ta kết nối cái tài khoản Payoneer với Clickbank thì sẽ làm ra sao đây? Đầu tiên này, các bạn đăng nhập vào tài khoản Clickbank của mình. Sau đó chúng ta bấm vào cái phần là Account Setting. Account Setting ở đây nha các bạn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào mục Payment Information. Chọn vào phần Edit ở chỗ này. Chọn vào phần Edit Payment Information. Thì nó sẽ ra cái trang này tiếp theo là các bạn. Nó ra cái trang ở đây. Giống như cái màn hình mà Sơn đang cho các bạn theo dõi chỗ này nha. Thì có một vài cái thông tin để Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể hiểu được những cái thông tin này có ý nghĩa là gì. Đầu tiên đó là cái phần là payment chỗ này, thì nó có nghĩa là nó nói về cái giới hạn chi tiêu, giới hạn mà chúng ta có thể là nhận tiền hoa hồng về. Ví dụ mình có thể chọn là 10 đô, 25 đô, 50 đô, 100 đô, 250 đô. Giả sử đây thì mình sẽ chọn là cái gói là 100 đô, có nghĩa là khi nào tài khoản của mình kiếm được 100 đô la thì lúc này người ta sẽ thanh toán về cái tài khoản Payoneer cho chúng ta. Đó. Sau đó thì bên này là Sơn sẽ chọn đó là cái mục ở phía bên dưới này, cái phần be weekly, ở đây có nghĩa là hai tuần nó sẽ gửi tiền cho chúng ta về một lần. Còn giả sử á, bây giờ các bạn nó không có hiểu được ở đây họ nói gì đúng không, chúng ta bấm vào phần dịch chỗ này thì nó sẽ ra hết đầy đủ các thông tin chúng ta. Ví dụ ở đây là nó sẽ chọn là phương thức thanh toán này, thì chúng ta bấm vào phần gửi trực tiếp qua cái tài khoản của chúng ta ở trong cái phần Payoneer ở đây. Rồi, thì bây giờ là mình sử dụng tiếng Anh cho nó dễ 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 hình dung nha các bạn. Ở đây là thông tin để chúng ta có thể nhận được tài khoản về tiền về. Thì cái tài khoản Payoneer của chúng ta đó, nó là một cái tài khoản nó của Mỹ, United States. Chúng ta chọn đây quốc gia là United States. Ok chưa các bạn? Và Bank City là mình chọn là New York. Thanh toán tiền bằng đô la. Và cái tên ngân hàng. Thì cái tên ngân hàng ở đây này, khi mà các bạn đã đăng nhập vào cái giao diện của Payoneer rồi đúng không các bạn? Thì các bạn hãy chọn vào cái phần Receive, và sau đó chúng ta chọn phần Global Payment Service. Đó, chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ ra cái trang này. Đó, tiếp theo là các bạn chọn vào phần mục USD. Thì cái phần đó là tên ngân hàng đây này, First Century Bank. Thì chúng ta copy cái phần này, sau đó chúng ta thả nó vào, chúng ta dán nó vào trong này. Thì đây là cái bank name của mình, được chưa các bạn? Còn cái account number là cái số tài khoản ngân hàng. Copy số tài khoản ngân hàng, chúng ta copy và chúng ta dán nó vào đây. Sau đó là routing code thì nó cũng có sẵn đây luôn đấy các bạn. Đây, routing code. Rồi copy và lại dán vào đây, thì tất cả mọi thứ để hoạt động là mình copy và dán nhãn thôi. Đó, ok chưa các bạn? Và phần là account type là checking. Sau đó thì chúng ta chọn vào phần là checking ở đây. Sau đó thì chúng ta hãy chọn vào phần save change. Ok chưa các bạn? Thì đây là một cái video rất ngắn gọn thôi, Sơn đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao đó các bạn có thể liên kết được cái tài khoản Payoneer thanh toán để chúng ta có thể rút được tiền về từ cái việc chúng ta kiếm được tiền từ Affiliate Marketing với Clickbank. Thì trong video này cũng rất là ngắn gọn thôi, nếu như bạn chưa biết cách để tạo tài khoản Payoneer thì có thể tìm một vài những cái video mà Sơn đã từng hướng dẫn cho các bạn trước đó rồi đó, thì các bạn tìm ra những video đó để mình có thể nắm được rõ hơn về từng bước step by step cách làm. Và bên cạnh đó các bạn có thể follow và tìm cái kênh YouTube của Sơn là Sơn PS nha. Sơn PS, mình bấm vào nút đăng ký, bấm vào hình quả chuông đây để mình được nhận những video mới nhất trong thời gian tới, thì Sơn sẽ chủ động Sơn thông báo cho các bạn, ok chưa? Thì mình bấm vào trên cái kênh YouTube này á thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn có một vài những cái video mà các bạn nó cần theo dõi. Bấm vào phần mục danh sách phát đây này các bạn,
Sau đó mình theo dõi hết cả hai cái danh sách phát ở đây, cái hành trình từ zero đến kiếm 1.000 đô la này, với cả cái dành cho những người mới bắt đầu với Clickbank khóa học dành cho người mới bắt đầu đây. Thì bạn coi và theo dõi hai cái nội dung ở đây thì nó rất là đầy đủ hướng dẫn về Clickbank từng bước một đó, hoặc là bạn có thể cập nhật những video mới nhất khi mà bạn bấm vào phần mục video chỗ này để được nhận những video mới nhất của Sơn đó. Thì đây là cái kênh YouTube của Sơn, và Sơn hướng dẫn từng bước cho các bạn về Clickbank, và Sơn cũng chỉ cho các bạn về những cái traffic mình bắt đầu với Clickbank làm sao cho hiệu quả kiếm được tiền từ Clickbank ở đây. Ok chưa các bạn? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Bấm vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube và đừng quên like cái video này để ủng hộ Sơn nha các bạn. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại.